Vâng, sau khi làm xong hệ thống, để cho nó chảy như vậy, tôi vào trong nhà lấy hai miếng thịt lợn tươi này, bỏ vào hồ cho chú ba ba yêu quý, ăn, nhìn nó ăn, nhìn cũng thích nhỉ. Chú ba ba yêu quý của mình rất thích thú bơi lội dưới hồ, và hệ thống lọc nước chảy liên tục cho hồ cá, được quay chậm lại nhìn cũng đẹp và lạ mắt nhỉ. Chào tất cả các bạn có khỏe không? Mình vẫn chỗ khỏe chỗ không, các bạn ạ. Hôm nay mình làm nước chảy liên tục cho bể nuôi ba ba của mình quay vài cảnh chia sẻ các bạn cùng xem. Mình ra thùng rác lấy một chai nhựa bỏ này, vào chế hệ thống nước chảy liên tục cho bể nuôi ba ba của mình. Mình dùng cưa cắt ống nhựa này khoảng 5cm. Mình dùng bật lửa đốt ở đầu này cho nó mềm, sau đó bóp lại như thế này. Mình dùng ống thi rô này, xỏ vào một đầu, uốn cho nó thành một hình tròn như thế này, dùng kéo cắt bỏ đoạn thừa tạo thành một hình tròn là được. Ok, như vậy là được. Tôi dùng keo nến dán lại cho cố định. Tôi dùng ống hút sữa này, cắt ra, thành nhiều khúc nhỏ tầm 0,5cm như thế này, để tí gắn vào, làm vòi chảy ra. Tôi đã cắt được nhiều khúc nhỏ của ống hút sữa. Tôi sẽ dùng mỏ hàng điện, rồi thủng nhiều lỗ, trên ống thi rô hình tròn mới làm xong này, mỗi lỗ, cách nhau, khoảng 2cm. Sau đó tôi dùng những khúc ngắn ống hút sữa vừa được cắt hồi này, gắn vào những lỗ được rồi thủng trên ống thi rô như thế này, để làm vòi nước chảy ra liên tục cho bể nuôi ba ba của mình. Tôi dùng keo nến, dính chúng lại. Tôi dùi phía gần trên đầu chai một lỗ to, để gắn vòi chảy ra, và ngược lại phía đối diện, tôi dùi một lỗ nhỏ, để gắn ống hút nước bơm vào. Tôi dùng keo nến bôi vào, và dán vào chai nhựa cho thật chắc, làm vòi chảy ra. Tôi cũng bôi keo nến vào ống hút này và dán vào, cho cố định, để tí nữa gắn bơm chìm vào cho nó hoạt động. Tôi dùng một ít đá nham thạch, sứ lọc, gòn lọc, bỏ vào trong chai nhựa, để làm lọc cặn, bể cá. Chú ba ba yêu của mình, Vân, hệ thống đã được làm xong, hy vọng nước chảy ra đẹp. Tôi dùng bơm chìm 5V, gắn vào, với cục sạc điện thoại, cắm điện 220V, cho hệ thống hoạt động. Tôi cắm sạc điện thoại vào điện 220V cho bơm hoạt động, vâng, nước đã được bơm vào trong chai nhựa, và dâng lên. Vâng, nước cũng đã được bơm lên đầy và chảy ra, nhiều tia nhỏ, nhìn cũng đẹp và lạ mắt, cái bơm nhỏ, tôi lại làm nhiều lỗ chảy ra to, nên có nhiều lỗ không chảy được, tôi dùng tay bóp nhẹ xem nó có chảy không, vâng, nó cũng chảy ra, một số vòi nó chảy yếu. Chú ba ba yêu quý của mình rất thích thú bơi lội dưới hồ, và hệ thống lọc nước chảy liên tục cho hồ cá, được quay chậm lại nhìn cũng đẹp và lạ mắt nhỉ.
Vâng, sau khi làm xong hệ thống, để cho nó chảy như vậy, tôi vào trong nhà lấy hai miếng thịt lợn tươi này, bỏ vào hồ cho chú ba ba yêu quý, ăn, nhìn nó ăn, nhìn cũng thích nhỉ. Tôi cầm miếng thịt tươi cho chú ba ba yêu ăn, tôi đùa với nó một tí cho vui. Nuôi loài này, khi cho ăn các bạn nên cẩn thận nhé, chứ để nó cắn vào tay là đứt tay đó. Hàm răng nó rất sắc, hồi mới mua về nuôi nó chỉ bằng ngón tay cái, nuôi đến bây giờ cũng gần 2 năm, nhìn nó cũng to nhỉ. Vâng, video của Thanh đến đây cũng đã dài lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu thấy hay, đăng ký, rung chuông, like, comment, ủng hộ kênh YouTube Thanh 1983 Vlog, ngày thêm phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thank you.